nhiều kinh khủng luôn. Bây giờ mình sẽ các phụ mình cắt cái tỉa cành đi. Okay. Này khô hết đẹp. Đây này gốc là sống các bạn. Đây riêng cành này nó bị chết rồi cành này. Cắt từng cành này. Bạn vừa mới nhắm mắt xong ngủ rồi. Vừa mới đây mà ngủ rồi. Cứ chiều. Để bạn làm ngủ đi. Nghe chưa đâu. Ông ngủ đi. Ông ngủ mới ngủ rồi. Ông ngủ rồi. Chứ chưa. Ôi, kìa.